người ta đưa lên mạng rất lâu rồi, rất lâu rồi phải không? Trong đó có cả một cuộc hội thảo về đạc ma, tôi đã xem. Rồi nói là do cái người chỉ cấp cao bộ quốc phòng bây giờ là ra lệnh không được súng. Bây giờ lên đồng chí lên đấy, ai tôi lên đây mà tôi nói rõ thế mà, tôi nói thế là sai hoàn toàn, không đúng đâu, sai lầm. Đấy. Mà làm cho tức là cả thế giới người ta hiểu nhầm Việt Nam, tức là này, ra lệnh không được súng tức là coi như là dâng cả ba cho Trung Quốc, tức là sai hoàn toàn. Một câu nói thôi phải không được được súng. Không được súng là cái gì? Thì tôi nói tức là đấy là cái phát người ta đã phát trên cái mạng xã hội. Thì sau đó hội thảo tôi cũng xem hết cái này và tôi cũng đã có ý kiến, tôi viết bài trên trước khi cuốn sách ra đời, tôi nói thế là sai. Và tôi nói như thế này, khi mà Hải quân ấy, kỷ niệm 60 năm thì có muốn có một cái giải thưởng Hồ Chí Minh cho công trình Trường Sa, thì tôi được Bộ Tư lệnh Quân ấy, tôi trước này tôi ở phòng công binh rồi tôi về Trung đoàn nữa, thì dù sao mình cũng nắm cái xây dựng nó chắc, thì có đề nghị tôi là đứng ra để mà tổ trưởng tổ biên soạn đấy, cái báo cáo này. Đồng chí Mai Xuân Vĩnh, phó giám đốc nguyên tự hải quân là trưởng nhóm tác giả. Đồng chí Vĩnh gọi điện cho tôi rất nhiều lần nói bây giờ chúng ta làm rất nhiều nhưng mà tại sao lại không có giải thưởng, thì tôi bận lắm, tôi bảo tôi nhận lời tôi làm. Và sau đó đã rất nhiều cuộc hội thảo, trong đó có cả đảng ma này, có đồng chí Vĩnh là tư lệnh hải quân cũ, đồng chí Công tư lệnh cũ, đồng chí Hiến tư lệnh mới, đồng chí Khuê là ngày xưa là sau phó tổng tham mưu trưởng mà ngày ấy anh ấy đang làm tham mưu trưởng vùng 4, có đồng chí Lý trung tướng đấy, tôi nói đấy. Rồi các đồng chí cán bộ chiến sĩ, cán bộ của hải quân thời ấy đều giữ cả, đều hội thảo về cái việc đó là gặp ma này, tại sao chúng ta mất, chúng ta giữ được cái gì. Thì như đúng tôi nói cái này, tôi nói là đã được là hội thảo để đưa vào cái báo cáo khoa học giải thưởng Hồ Chí Minh. Tôi nói mà những điều tôi nói đấy, tôi không trực tiếp vào gặp ma, nhưng mà những cái hội thảo với nhau đều nói hết đúng như vậy đấy, để chúng ta quyết tâm lắm chứ không phải chúng ta coi thường, nó không có tàu chiến ra nhưng vẫn đưa tàu ra, vẫn kéo ở thấp đỏ ra, vẫn đổ bộ lên đóng quân tiếp để giữ đảo, chứ chúng ta không lùi bước cho Trung Quốc. Đấy, còn nói là không có lệnh không được nổ súng là sai. Đấy, vừa qua thì cái quyển sách Cà Ma Vòng Chiến Bất Tử thì họ đưa ra rất nhiều vấn đề. Thì tôi nói luôn, bằng nhân thì tôi nói lên để cho các đồng chí thấy này. Thứ nhất họ nói tức là do có lệnh không được nổ súng, đưa vào mồm lanh từ cái video clip ấy là người khác nói, nhưng quyển sách này đưa vào lanh nói. Tôi gặp cả ông Lanh thì cả chúng tôi là cả ban chỉ trung đoàn chúng tôi gọi Lanh ra hỏi, bảo Lanh bảo không, cái này là tôi không nói thế, rồi cái anh nói là cái anh làm thế nào, tức là không gọi như là nó không trung thực với nó, Lanh nó cũng bức xúc đấy. Thế cả đang nói này 60 thư chiến sĩ ở Trường Sa chết oan uổng, đưa cuốn sách đấy thì là sai hoàn toàn mà. Rồi khi mà thiếu Trần Phương bị bắn ấy, thì hô lên anh em ơi cứu tôi với, thế là sai. Một cái ông chỉ huy cầm cờ bắn vào và Lanh nói thế này, dù có phải hy sinh phải không, đến cuối cùng cũng phải quyết tâm giữ đảo chứ không phải anh em cứu tôi với, thế là sai. Thế rồi nó nói là cái đoàn đưa ra đấy là một cái phân đội 11 người của nước 46, có một đồng chí chỉ huy đấy, Phương đấy là chỉ huy để mà giữ cái đảo ấy, đưa ra có đủ vũ khí thì nó viết này, cái đơn vị 16 là mượn được hai quả AK của thủy thủ đoàn, tức là cái đơn vị là ra không có hai quả AK đấy. Rồi họ nói tức là ra đây là vụ thảm sát chưa từng có trong lịch sử nhân loại được đưa lên sáng. Thế rồi họ là đưa cái lá thư của cháu Thủy ra là cũng ca thán về cái việc là chế độ liệt sĩ, đi liệt sĩ của toàn quốc chứ có phải gặp ma này khác cái trong Mỹ. Thế rồi là cái đưa cái lễ cầu siêu 64 chiến sĩ Trường Sa, 74 thằng Ngụy ở Trường Hoàng Sa dân vượt biên chết thì vào chung cái lễ cầu siêu, nó đánh đồng cả lớn với nhau. Thế rồi là bán cái bản quyền cho người Mỹ, hiện nay là tôi nói rất nguy hiểm này, tức là bên Mỹ nó đang tuyên truyền, nó in nó bán nó phát tuyên truyền rất xấu về cái vụ này. Thế tôi nói không đơn giản đâu, rồi sẽ liên lụy đến rất nhiều người cái vụ quyển sách này. Thế tôi nói thế vào đấy. Thì tôi là cái người viết trên Facebook mà tôi làm đơn ấy, tôi gặp đồng chí, tôi gặp cả đồng chí Võ Văn Thưởng, gặp đồng chí thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, rồi viết cả cái thư gửi cho Tổng Bí thư, tôi nói cái sai đấy, nói thế là đánh giá quân đội ta, họ viết cuốn sách này rất là xấu, làm hại uy tín của Đảng, của Nhà nước, của quân đội, của hải quân, là nhu nhược, hèn nhát, tôi nói đấy. Rồi tất cả những hành động ông Lanh anh hùng thì ông Lanh thì bảo là do nếu không được 64 chứ người chi chết oan uổng, Lanh nói ra
mà anh Hùng, ông Phương thì anh ơi cứu tôi với anh Hùng, thế anh Hùng là cái gì? Tôi nói cuốn sách này rất là xấu, nó là phản động, mà tôi rất sâu tôi viết ra để tôi gửi cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nói không như thế, để mà thấy cái sai của nó, thì mà đấu tranh là phải thu bản quyền đi về, phải không? Hủy cuốn sách này đi, rồi phải có cái giáo dục những người mà sai trái này. Tôi nói cho nó kỹ, nên lên. Thưa Thiếu tướng Hoàng Kiên, như vậy là không phải là Nữ đoàn 146 cử 11 người ra mà chỉ có hai khẩu AK, và cụ thể là như thế nào? Tôi nói nha, ra giữ đảo thì gồm cái gì? Thứ nhất là một cái tàu vận tải chở bộ đội ra, thì trên tàu có khoảng 200 đồng chí. 146 có đồng chí Lữ đoàn phó, chỉ huy, trung gia bảo. Đồng chí là vũ phí trừ sau này được anh Hùng đấy mà. Trừ. Rồi, và 35 đồng chí của Trung đoàn 83, 70 người hai đảo, mỗi đảo một nửa, ra giữ cái nhà. Và 22 anh của 146, mỗi đảo 11 đồng chí, một đồng chí. Và phải có đầy đủ vũ khí, AK, B-40, B-41, có đủ hết ra để ấy, tức là sau khi 83, và có thêm 4 đồng chí của cái đoàn đo đạc hải đồ. Anh ra giữ nhà đây, xong cái anh hải đồ nó phải xuống vào, nó đo đạc trên bản đồ trước, nó xác định chỗ nào để giúp mình nhà, cái trong nông mà chứ mình không biết được, vì đảo mình ra nó mênh mông này này, thì cái đảo hải đồ nó có hải đồ ra, xong nó xuống nó cắm cái chỗ để anh giữ nhà, cắm cờ, phải chưa? Đấy, xong 146 xuống thì ông cắm cờ mà giữ, xong 83 xuống đây bắt đầu giữ cái nhà lên, anh ấy bàn giao 146 để chốt ở đây để chiến đấu dưới đảo, nó có đầy đủ vũ khí của nó hết, là một trung nó trung đội thiếu, trung đội thiếu phải không? Chứ không phải đi mượn hai khẩu ca thì là tức là người ta này, người ta muốn tức là làm nhụt ý chí của quân đội ta, người ta muốn nói tức là đây là vụ thảm sát, ông lên anh đưa quân ra đây để cho nó giết thảm sát, tức là coi nói là thằng này là không có vũ khí mà đi mượn được hai khẩu ca thì là đấy là âm mưu của cái sách này, nói không đơn giản đấy, mà phải cái người rất sâu mới viết được cái này nha. Tôi nói thật, các cơ quan của trên để đọc cũng có ông nào phóng thoáng, có vạch ra đâu, vạch ra cái này nó sai. Tại sao mà đưa một cái phân đội ra giữ đảo vào đây đi mượn AK của thủy thủ đoàn, thế thì thằng này làm bù nhìn à, ra tay không để nó giết à, thế nó mới nói là vụ thảm sát chưa từng có, không đúng đâu, tức là chỉ chết có 3 người trên đảo thôi, nó bắn chìm tàu, chết trên tàu. Tôi nói và tôi đã đưa ra cái bài đủ hết đi luôn, tôi đã tìm hiểu toàn bộ điện trực tiếp cho đồng chí Phán Lữ trưởng 146, đồng chí Phan Lương Dạch của những chị đấy, hỏi 30 người của anh ra, tôi gặp cái Trương và đưa trừ 83 ra, 83 là hai phân đội, 70 người, 83 có trong lịch sử có, mà chỉ chết là có 3 người trên đảo thôi, 83 vẫn còn sống 38 người này, thế này.